Dạ không 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 có chuyện gì, tại vì chị ở Bình Long Bình Phước, hay chị nhìn cái bạn á rồi đúng không? Anh nhâm nhở có gì không à, có gì ông tỷ muốn lên trên đó thăm Vinh có được không ạ? Không được. Dạ, chưa dám lên, còn mà không có thì cũng không dám lên qua hỏi thăm thôi. Chứ cái Bình An này cứ có một máy thôi, chứ phụ cũng không dám tìm nhiều ạ. Dạ. Đúng. Em Quỳnh giữ mình sức khỏe nha. Rồi, không có gì, vẫn bình thường. Không có chi. Không có chi. À. Yeah. Thôi hát có gì không rồi muốn hỏi ổng cái gì đó hỏi nha. Dạ dạ không ạ. Ờ. Hỏi ổng sức khỏe thôi rồi. Cảm ơn cha tạ chú Bình An nhiều, cho nhiều giàu sức khỏe quay ra nhiều để thành công cho ý muốn để thêm một máy nữa. Nhờ ơn trên xin cho một máy nữa để cho nhiều bá gia bá tánh để tiếp nối chương trình này. Chắc họ làm dân thôi gì là vậy. Vậy chào cô ha. À vậy là bà này bà ấy Bình Dương ha. À Bình Dương. Bình Phước. Bình Phước. Bình Phước ha. Ở Bình Phước. Bình Phước ở xã Bình Long ha. Ở Bình Phước ha. À vậy mà mình ở Bình Phước chứ đâu mà mình ở à, Mỹ à? Tưởng ở Mỹ, tưởng ở Mỹ. À, Long, xã Bình Long. Xã Bình Long. Dạ. Gì mình lại biết luôn á. Biết. Ngay xã Bình Long. Chào Hồng Thị Nguyễn luôn đi. Ôm tùm lum nữa nè. Dạ biết là ôm tùm lum mà tại lên núi cũng gặp mấy thằng ôm tùm lum. Ừ. Ồ dạ hả? Có gặp ông Hồng Thị Nguyễn không? Ồ, có gặp luôn rồi. Bị ăn quá, bây giờ cũng chưa biết ai nha. Ừ, quá wow. Dạ, nếu mà cứ kết nối đi rồi gặp mặt. Ừ, kết nối này gặp mặt nha. Ông anh nói chung á, thì tỷ cứ lên thì cứ lên. Bị gì đợi này cũng không có tỷ nói gì thôi. Nếu lên gặp bình thường, chứ gặp đừng nghe nói gì mình không lên là mình chừng mình bị dứt điểm. Rớt đó. Dạ, thôi được rồi. Thôi đừng đừng. Dù đó. Không cho lên mình phải bường lên à, bất cứ gì nào mình phải bường lên mới được mới đường, đậu. Đường xa cấp mấy cũng phải cái... lên nha chứ không phải mãi đâu. Ổng nói như vậy là ổng ý vô lắm rồi đó. À, tự suy nghĩ đi. Ừ, chứ không phải mà nói không lên là mình không lên đâu. Hết được. Ừ, chứ không phải mà giỡn đâu. Hết được rồi. Xin phép cho cô tên gì vậy? Dạ, tên Hạnh ạ. À, cô Hạnh này cũng có nhìn, cũng có nói chuyện thôi mà cũng có tâm ha, có tâm mà, cũng có căng à nha. Nhìn. Dạ, không. Có không cô? Dạ, cũng có. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy cũng có. Vậy, cũng có căng rồi. Dạ. Dạ. Ồ. Miền sông cước hả? Ừ. Miền sông nước. Miền sông nước. À. Chứ lô nào chưa kết bạn á? À, dạ thưa cô Hạnh ơi, thì thấy cô Hạnh thấy nói chuyện như vậy là cô Hạnh là nhìn nghe cái tiếng nói cô Hạnh thôi thì cô Hạnh cũng có Hạnh bên mẹ nghe.
tâm à, tốt lắm. Đúng không cô? Phải không cô? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, chào Châm Quang ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không cô? Trời ơi, sao Hùng Thường Nguyện hay chứ, Hùng Thường Luôn hay dữ vậy. Trời, tôi có nói đâu, hay mày nói có lần, mày có thử nói. Tại vì Hùng Thường Nguyện á, là cũng có phần. Ồ, quá. Quyền bên ông lão à. Trời ơi, đó là Nam Mô vậy. Cái nào biết, bán ra tâm hết. Tại vì đôi khi Hùng Thường Nguyện đi nhiều á. Dạ. Thì gặp mà không dám nói, chỉ là nhiều người á, là chỉ hỗ trợ thôi, bên ngoài thôi. Dạ. Nên Hùng Thường Nguyện rất sáng. Dạ. Sáng tâm thì nhiều, còn bề ngoài thì cứ lo thực thiện, cứ lo làm hết sức của mình trên giao phó. Dạ. Bên của quyền giao phó thôi. Dạ. Chứ không ngại gì cả, có mưa. Dạ. À, thì cũng anh em trong YouTube cũng nắng mưa là cũng gian khổ lắm cô Hạnh ơi. Dạ. Chứ không phải làm nghề YouTube này khỏe đâu cô Hạnh ơi. Vậy thì thôi kêu mình dạy đi ha. Dạ, mô Phật. Chú Hùng Thiên Nguyện nhai đâu cái cục gì đó gì. Hùng Thiên Nguyện. Chú Hùng Thiên Nguyện. Dạ. Ờ, đưa cho ông cục kẹo. Dạ, mô Phật. Cảm ơn. Dạ, mô Phật. Sư tỷ lên đi. Lên yêu cầu sư tỷ lên đây đi. Rồi dắt cô sư tỷ ra ăn cơm chay. Tặng luôn. Tặng hết luôn. Khỏi tốn tiền. Đó. À, vậy là sư tỷ cũng ăn chay nữa hả? Này mà không, các à, ăn được bao lâu rồi sư tỷ? Ờ, rất là quý à. Cái, dạ sư tỷ ơi, thì sư tỷ cũng có cái hạnh, cũng ăn tương, cũng mười mấy năm nay gán sư tỷ. Sư tỷ săn lên rồi, sư tỷ là gớt đó nha sư tỷ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật. Dạ. Rồi, rồi, nó giao duyên đại tí đi. Dạ, giao duyên muốn gặp đại tí ha. À, đó, đó, giao duyên. Cho gặp à. Dạ, không à. Gặp theo trực tiếp để nhìn mặt đi cho để nhân. Không, vậy được rồi, qua vậy được rồi. Con thì cho gặp chú cũng tùm lum với lại chú Hùng Thiện Nguyện anh bình an vậy nè, bình an. Dạ mà thôi gặp chú cũng tùm lum hơn à. Ôi trời, gì đừng gặp ông tùm lum đây. À dạ. Dạ. Yeah. Xin cho buổi chinh tắt máy nha, rồi kết nối đi, rồi mọi sẽ gặp lại nha. Rồi, vậy hả cô? Dạ. Dạ. Dạ, rồi, chị chào ha. Dạ cô ha. Dạ, yeah. Yeah. Nói chuyện gì với cổ gì im hồn được không, Lê Tý? Không biết nữa, mấy chú thấy im hay chưa? Thấy bình thường rồi. Cậu hả ta? Mình nương video đi chứ. Không, để mình hỏi cho thăm cái tỷ này như thế nào nè. Okay. Mà tại sao mà từ ở ngoài Bình Phước mà biết đợi ở chỗ này luôn. Hả? Đến Định Thâm luôn. Sao kỹ ta? Nó, thấy cười không? Bây giờ có không, mình đi vô cốc chú đậu thanh đậu hoa. À. Hỏi chú xíu đi, rồi mình đi. Rồi. Hỏi chút xíu không? Ừ, xíu đi. Nói chuyện đi, rồi mình hỏi thăm nè. Theo cái tỷ nãy nói chuyện đó, theo cái đức độ đó, cái tỷ đó như thế nào? Đại có thể cảm nhận được không? Hả? Tỷ Bình Phước đó, nói chuyện với đại đó, muốn xuống đây đảnh lễ, không phải đảnh lễ nhưng mà muốn gặp đại. Giao duyên. Giao duyên. Ừ. Đại có đồng ý không hay là sao? Thấy người đó có duyên với đại không? Không, bình thường không. Không có, bình thường thôi. Không có người nào quý, người nào cũng như người nấy phải không Tý?
Người nào cũng bình thường thôi. Bình thường thôi. Hơn nữa cái chân tu là tu phải tu cho đàng hoàng nha. Tu cho đàng hoàng nha, chứ tu không đàng hoàng là không được đó. Gặp chú ông tùm lum này chắc mừng lắm đây. Bà nói gặp ông tùm lum mừng lắm. Ông nói gặp cái cô đó gặp ông tùm lum mừng. Lâu quá chưa gặp chú ông tùm lum, nhưng mà gặp rồi mừng thôi. Cái cơ vậy đó nghe. Tại sao mà không gặp Phúc Bình An hoặc là Hồng Thu Nguyễn? Mấy chú đừng đăng YouTube con. Bữa nay có cái gì mà vui dữ lắm nè. Đúng rồi. Bữa nay có cái gì vui kể được không? Vậy. Bữa nay có cái gì vui không đại tí? Kể cho anh em nghe coi. Nay có gì vui không? Có gì vui không? Nay có gì vui không mà mình cười từ sáng dậy nè. Có gì vui không đại tí? Nghe, nghe tỷ nãy nói lên thăm đại tí này nè, bởi vì cảm nhận thấy vui trong lòng á. Vui lắm. Thăm, thăm là thăm không phải nói vấn đề gì hết mà thăm chỉ nói là khách dân bản làng đây thôi, với khách đi du lịch. Du lịch, khách đi du lịch từ Bình Phước vô đây thăm dân bản xứ ở đây. Đó vậy đó. Chứ không có không để chú đi thăm chú tùm lum với lại chú Nguyễn. Con đâu cần đâu. Không, ý tỷ ấy nói là dân thăm dân bản địa nó dễ hơn. Còn ở đây dân không phải bản địa ở đây thăm không được. Không được, khó kìa, khó thăm lắm. Dân này là dân gài đây mai đó mà. Ăn chùa mà ngồi ngủ đình. Ăn đình ngủ chùa. Ăn chùa đi đồng. Ăn chùa ngủ đình. Mình là ngủ đình. Bạn ăn chùa. Cũng như hồi tối nay là ngủ đình nè. Rồi sáng nay là mình ăn chùa. Đó, ăn chùa, mình ăn trực chùa á. Còn chị Tôn là cái gì ở ngoài đó, mấy chú ở ngoài Tôn hả? Ừ, ngoài Tôn. Tất cả mọi người, mấy chú đây ngoài Tôn hết. Ừ, ngoài Tôn là Tôn mấy đó. Có nghĩa là mình vô đây chung đây. Tôn giả giả Tôn á. Dạ, giả giả, thật giả giả. Đúng rồi. Ma ma phật mới ra dở tuồng nè. Đúng không đại tí? Cười cái để nói tôm giả giả anh tôm. Dạ anh tôm, tôm anh giả. Ở ngoài tôm vô chứ không phải trong tôm ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Là để nói gì? Đừng nói câu giả giả thật thật á. Dạ dạ. Không nhìn. Tại sao mà không biết chi nói chi tôm thì mà nói tôm không à? Tôm là phải nghĩa, cái ý nghĩa nhiều lắm nha. Bữa nay là có một câu nữa đó ha, câu mà tôm. Ở ngoài tôm vô. Dạ anh tôm. Không mấy chú đừng đăng video con nữa, bỏ video con mấy chú ơi. Rồi rồi. Rồi bây giờ mấy ông nào mà nói gì gì hay ấy vô được đâu. Nói mặt buồn rồi thấy không? Mình vui đó đi. Mình nói gì người ta nói mình tính gì đon. Đúng rồi. Được. Rồi bây giờ có gì vui kể nghe coi. Bây giờ mình 21 tuổi rồi, bây giờ mình kiếm người yêu đi. Không có vợ không con được. Sao vậy? Sao mà không vợ không con được? Lý do cho ca Hồng Thiện Nguyện với ông tùm lum với Phúc Bình An một cái lý do thôi. Tại sao mình kiếm vợ không được? Tại vì không đang tu đâu có vợ được. Đang tu không có vợ được. Không, nhưng mà những người cư sĩ tại gia người ta tu vẫn thề vẫn cưới vợ được mà. Vẫn cưới vợ, vẫn sinh con, vẫn tu được mà. Sao? Có được không? Hay là ta có tình yêu khắp đại đồng hả? Yêu đời yêu lẳng cả non sông hay sao? Tình yêu mà chẳng riêng ai cả ha. Hầu ngày qua nói á. Bẩn cẩn luôn tội ơi. Bẩn cẩn. Quá đặc biệt luôn. Bẩn cẩn. Bẩn cẩn là lý do sao ta? Này là tình yêu khắp đại đồng rồi. Vậy ha. Vui ha. Vui. Vậy vui được rồi. Tình yêu trang chứa trên Hoàng Vũ ha. Còn thể yêu riêng khách má hồng. Còn nhướng nữa ta. Nhướng rồi đó. Sao bữa nay nói cái gì đúng rồi. Trời ơi, nghe anh tí nói mà cái mình mẩy như ốc ở chân này thôi. Mấy anh em mình nói đến du lịch đó nghe, với đọc mấy giảng của Đức Thầy Giáo Chủ á thì rất là vui. Rất là vui. Còn mình mà mình nói mà cái gì mà xa xa hơn nữa đó là buồn nha. Mà hôm nay qua để tí nói là khách du lịch thôi. Sao bây giờ bữa nay nói là mình tu mình có vợ không được. Có thể giải thích sao mà mình tu mình có vợ không được không? Thôi vậy mấy chú mấy anh định làm gì? Dạ, giới thiệu người yêu nè, đặng cứ vợ cứ con gì làm ăn chứ. Đâu có được. Đâu có được. Đặng kết thúc. Chứ sao? Có. Đâu có được. Hả? Có cái làng dưới, có cái cô đó xứng với đại tí lắm á. Đâu có được.
không được. Đây nói chuyện cho gái nó ghiền chơi thôi. Nam mô A Di Đà Phật, nói chuyện cho gái ghiền chơi chứ không. Nói chuyện trai nó cũng ghiền rồi. Đây, trai nó cũng ghiền. Nói chuyện cho trai gái ghiền chơi. Đúng rồi. Không có thể mà nói cho con gái ghiền không được. Là như tóm lại là tất cả là mọi người đều ghiền hết. Ý không nữa nghe quý bà cô bác. Nói về kinh giảng là trai gái đều ghiền. Đều ghiền. Trai gái đều ghiền. Cả luôn ông bà cô bác không? Cả luôn yêu, bà cô yêu bác người, không? Yêu người, yêu cả năng xong mà. Chứ không có yêu hết, không có yêu người nào mà bỏ người nào chứ. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải quay chiều phải không đệ tí? Hướng về phụng sự cho nhân loại ha. Nhân loại gì có đâu ấy chứ. Sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ai chứ, ai phái mấy chứ, ba chú là quay con ta. Ai phái? Ai phái? Con người phái. Con người phái. Có không biết luôn. Rồi, để ông nói sao, ông nói vừa rồi ba người có người phái. Có người phái. Ông nào ông Bình ông Dương ông Võ gì đó không biết nữa chắc mấy ông đó quá nhiều ông quá không biết ông quá không biết nào nữa quá chừng ông Thành hay là ông gì đó ông Nguyễn ông gì đó đâu đợi kiểm nghiệm coi là vị nào khiến đây người nào điều đây để cho ông kiểm nghiệm nhấm nháp của miệng kìa. Chúng nữa ông nói ra ông đói cái té ngửa chân luôn quá. Ông nói ông đói phái chắc anh em mình té chạy gì cho vui đâu sao đâu được không, mà đừng có quay video con nhiều quá đến thôi ngày cả khoảng 5 clip được rồi. Nói ngày 5 lúc như cái nào quan trọng quá thì ở đây ba người bỏ thì lấy mấy cái du lịch thôi quá vui với dân bản địa hả còn không mình nói bên kia cái người ta nói mình mới tính gì đoan nữa không có được xa quá mày tính gì đoan. Sau này Trần lập hội thì già quá trẻ không đệ tí? Khắp hoàn cầu đổi sắc thai hồn không? Không có đâu. Chứ sao? Có thai hồn không ông? Có thai hồn không? Cái gì hồn mấy chú hỏi đâu con đâu biết gì đâu. Sau lập hội thì già quá trẻ đó. Trẻ là nó cái trong cái thời Thánh Đức mà. Mà trở lại thời Thánh Đức cuối thời thời Hạ Nguyên là Hạ Quân. Trở là thời Thượng Quân Thánh Đức. Thì già quá trẻ hết tại vì những cái câu giảng đó bên Đức Thầy có viết mà.